Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 541 benly đấy, chất chơi lắm. Thấy Lạc Tuyết không để ý đến mình nữa, chu cầm lập tức lạnh mặt. Tiểu Tuyết, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, con có cho vay hay không? Lạc Tuyết trả lời luôn mà không thèm ngẩng đầu lên, con nói lại một lần nữa, con không có tiền. chu cầm tỏ rõ vẻ không tin rồi cau mày hỏi, thế 300.000 kia đâu, chẳng lẽ mới đó mà đã hết rồi? Lạc tuyết gật đầu nói, mở cửa hàng cần rất nhiều tiền nên con tiêu gần hết 300.000 ấy rồi, không còn lại bao nhiêu đâu. Chu cầm nhíu chặt hàng lông mày lại. Đương nhiên bà ta biết chuyện lạc tuyết mở cửa hàng, nhưng nếu bà ta không cho Chu lệ vay tiền thì kiểu gì Chu lệ cũng nói linh tinh với họ hàng để bà ta mất mặt. Audio điện tử võ tấn bền. À, còn sở bắc. Nghĩ tới sở bắc, Chu cầm sáng mắt lên nói, con hỏi sở bắc đi, kiểu gì nó cũng có tiền, mươi 000 cũng không nhiều, con bảo nó cho gì con vay đi. Bụp, Chu Cầm vừa nói dứt lời thì Lạc Tuyết đã đặt mạnh bát đũa xuống bàn, sau đó ngẩng lên với vẻ giận dữ. Mẹ, mẹ đừng chuyển hướng sang sở bắc nữa, anh ấy vừa mua xe nên cũng không còn đồng nào đâu. Cái gì, mua xe? Nghe thấy thế, Chu Cầm trợn tròn mắt. Tiểu Tuyết, con nói thật không? Sở bắc mua xe cơ á, con đừng có lừa mẹ. Lạc Tuyết mệt mỏi nói, con lừa mẹ chuyện này làm gì? Xe đỗ ngay ngoài biệt thự đấy, không tin thì mẹ ra mà xem. Lạc Tuyết vừa nói xong thì Dương Ân phấn khởi chạy vào nhà. "Mẹ, bác, hai người mau ra xem này, có người đỗ xe trước cửa nhà mình, còn là Bentley đấy, chất chơi lắm." "Cái gì?" Nghe thấy thế, Chu Cầm cũng nhanh chóng chạy ra ngoài ngay. "Dương Ân, có xe đỗ trước cửa nhà mình à? Hay ai đỗ nhờ thôi?" Dương Ân gật đầu rồi hào hứng nói, có một chiếc xe thật ạ, đỗ sát nhà mình luôn, không biết ai vô văn hóa thế cơ chứ. Lúc nói câu này, Dương Ân tỏ vẻ hệt như mình mới là chủ nhà. Lúc này, chủ lễ cũng đã chạy ra. "Chị, người này dám đỗ xe trước cửa nhà mình, đi, phải ra xem là ai mới được." Dứt lời, không chờ Chu Cầm nói gì, bà ta đã chạy ra ngoài cổng trước. Chu Cầm thấy thế thì cũng nhanh chóng đi theo. Khi họ đi ra thì đã nhìn thấy một chiếc xe Bentley sang trọng đỗ trước nhà mình. Chiếc xe trông rất mới, hình như mới mua thì phải. chương 542 thằng ăn hại này, đúng lúc này, sở bắc chợt xuất hiện ở cổng. Anh không dừng bước mà đi thẳng về phía chiếc Bentley. Dương ân thấy thế thì biến sắc mặt rồi gào ầm lên. Tên mù kia, đứng lại ngay. Nghe thấy thế, sở bắc dừng bước rồi ngoái lại nhìn Dương ân. Có chuyện gì thế, dương ân cười lạnh nói anh có biết mình suýt nữa đã đâm vào chiếc benly của người ta không xe này mấy triệu đấy làm xước sát rồi thì anh có đền nổi không sở bắc nghe thấy thế thì bình thản nói có phải xe của cậu đâu làm gì mà cuống lên thế dương ân đang sẵn cơn tức bị sở bắc nói vậy thì càng cay cú hơn anh cậu ta run tay chỉ vào sở bắc nhưng ấp úng mãi không nói nên câu chu lệ thấy thế thì cũng cáu Bà ta chỉ vào mặt Sở Bắc rồi mắng nhiếc. Thằng ăn hại này, Tiểu Ân chỉ có ý tốt nhắc nhở mày thôi, mà mày lại nói thế với nó à? Lương tâm của mày bị chó tha rồi hay sao? Sở Bắc thờ ơ hỏi lại, là cậu ta lo chuyện bao đồng, chứ tôi có khiến cậu ta nhắc đâu. Và lại, tôi cũng không cần cậu ta nhắc gì hết. Mày? Chu Lệ nhìn Sở Bắc mà tức phát điên. Sau đó, bà ta lại chuyển hướng sang Chu Cầm. "Chị, chị thấy chưa?" tốt xấu gì thì em cũng là gì bên vợ của nó, mà nó tỏ thái độ với em thế đấy, đúng là không coi ai ra gì. Dứt lời, bà ta đắc ý nhìn sở bắc. Trước đó, chỉ cần bà ta đổ tội cho sở bắc là chu cầm sẽ đứng về phía bà ta ngay. Xong, lần này, chu lệ chờ mãi mà không thấy chu cầm nói gì đỡ cho mình. chu lệ nghi hoặc ngoái lại nhìn chu cầm. Trường 543, bà thấy tôi có cần lừa bà không? chu lệ hít sâu một hơi rồi hỏi. Chu cầm hoàn hồn lại, không để ý đến Chu lệ, mà sáng mắt lên nhìn sở bắc rồi quan tâm hỏi han. Sở bắc, cậu nói cho tôi biết, chiếc xe sang này là của ai? Dương Ân và Chu Lệ ở cạnh đó nghe thấy thế thì cũng xứng người. Ngay sau đó, Dương Ân là người phản ứng lại đầu tiên rồi cười phụt ra. Bác, cần gì phải hỏi ạ? À? Chắc chắn là của nhà hàng xóm giàu có nào đó rồi, nhưng người này cũng thật là không đỗ xe trước cửa nhà mình mà lại trèo sang nhà hàng xóm. Chu lệ ở bên cạnh cũng phụ hỏa thêm, đúng đấy chị, Tiểu Ân nói không sai đâu. Chiếc xe này đắt lắm, chúng ta phải cẩn thận, nhỡ làm xước sát gì rồi người ta đòi đền tiền là chết dở đấy. Chu cầm chỉ liếc hai mẹ con đó một cái rồi lại quay sang nhìn sở bắc. Sở bắc, cậu nói cho tôi biết đi. Dương Ân và Chu Lệ lập tức nhân mặt. Hai mẹ con họ vừa phân tích rõ ràng rồi, sao Chu Cầm không để ý, mà cứ nhìn sở bắc rồi hỏi làm gì họ vừa định lên tiếng thì sở bắc đã nói trước là của tôi cái gì nghe thấy thế không chỉ có chu cầm mà cả hai mẹ con dương ân cũng đều trợn tròn mắt với vẻ khó tin chu cầm định thần lại trước tiên rồi kích động nói sở bắc cậu đừng lừa tôi có đúng xe này là của cậu không sở bắc gật đầu bà thấy tôi có cần lừa bà không sau khi nhận được đáp án từ sở bắc chu cầm lập tức nhảy nhót có xe rồi nhà ta có xe rồi vui quá đi mất. mươi 544, cậu nói tôi nghe xem anh ấy chém gió chuyện gì. Đúng đấy chị, em cũng không ngờ sở bác lại khoác lác ghê thế đấy. Chị đừng tin lời nó, loại mù loà như nó thì làm sao mua được chiếc xe này. Chu Lệ cất giọng cay độc. Nghe thấy thế, Chu cầm cao mày vì bị dội cho một gáo nước lạnh. Bà ta ngẩng lên nhìn sở bắc rồi nghiêm giọng hỏi, sở bắc, cậu nói thật đi, có đúng là xe của cậu không? Sở bắc gật đầu nếu các người không tin thì cứ đi hỏi tiểu tuyết cô ấy đang cầm chìa khóa xe dương ân nghe thấy thế thì cười lạnh kinh rồi để tôi đi gọi chị ấy hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt dối trá của anh nói rồi cậu ta quay người đi ngay nhưng đúng lúc này lạc tuyết đã đi ra tiểu ân không phiền cậu gọi tôi ra rồi đây có gì thì nói đi lạc tuyết nhìn dương ân với vẻ coi thường rồi thờ ơ nói thấy lạc tuyết đi ra Dương Ân hớn hở nói, "Tiểu Tuyết, chị kiếm được một ông chồng thích ba hoa rồi, anh ta chém gió thành bão luôn đấy." Lạc Tuyết bực mình hỏi, "Cậu nói tôi nghe xem anh ấy chém gió chuyện gì?" Dương Ân hít sâu một hơi rồi chỉ vào chiếc Bentley ở bên cạnh rồi cười lạnh nói, "Sở Bắc nói đấy là xe của anh ta, đúng là nực cười, sao anh ta có thể mua được chiếc xe sang ấy chứ?" Nghe thấy thế, Lạc Tuyết liếc nhìn chiếc Bentley rồi lại nhìn Sở Bắc. Sau đó cô đi về phía Dương Ân rồi nói một câu khiến cậu ta tức suýt hộp máu. Ngại quá, nhưng anh ấy không chém gió đâu, xe của anh ấy thật đấy. Cái gì? Dương Ân trợn tròn mắt, rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ khó tin. Một lúc lâu sau, cậu ta mới hoàn hồn. Tiểu Tuyết, chị đang nói linh tinh gì thế? Một mình sở bắc khoác lác chưa đủ hay sao mà chị còn hùa theo? Hùa theo? Lạc Tuyết lắc đầu, ánh mắt càng thêm vẻ khinh bỉ chương 545 chiếc Bentley này đúng là của vợ chồng sở bắc. Sau đó, Lạc Tuyết ngoảnh lại nhìn Dương Ân và Chu Lệ rồi nở một nụ cười rạng rỡ Bây giờ, hai mẹ con gì còn nghĩ là sở bắc chém gió nữa không? Chu Lệ và Dương Ân lập tức nghiệt mặt ra. Hai mẹ con họ không thể ngờ là sở bắc lại nói thật. Chiếc Bentley này đúng là của vợ chồng sở bắc. Suýt xoa. Nghĩ tới giá trị của chiếc Bentley ấy mà Chu Lệ và Dương Ân phải hít vào một hơi lạnh. Ngay sau đó, ánh mắt họ nhìn chiếc Bentley như sắp phóng ra lửa. Lúc này, Chu Cầm cũng đã hoàn hồn lại. Bà ta lao thẳng về phía chiếc xe không chút do so dự, sau đó giơ tay vuốt ve vỏ xe một cách cẩn thận. Nếu để ý kỹ thì còn thấy đôi tay của bà ta đang run lên. Thấy Chu Cầm vuốt ve chiếc xe một cách thích thú, Chu Lệ tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cuối cùng, bà ta không nhịn được nữa mà cũng tiến lên, định giơ tay sờ vào chiếc xe. Xong Đúng lúc này Lạc Tuyết lại cản bà ta lại. "Dì, dì phải cẩn thận đấy, chiếc xe này đắt lắm, những mấy triệu lận. Nếu dì làm xước xe thì không đền nổi đâu." Cô đáp trả lại hai mẹ con Chu Lệ bằng chính câu mà họ vừa nói. Nghe thấy thế, Chu Lệ có vẻ lúng túng. Nhưng ra mặt bà ta dày siêu cấp vô địch, nên chỉ loáng cái đã ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tuyết với ánh mắt thân thiết hơn hẳn. "Tiểu Tuyết, ban nãy dì nói nhầm, không ngờ chiếc Bentley này lại là của vợ chồng cháu thật." Hai đứa giỏi quá đấy. Lúc này, Dương Ân cũng hớn hở sắp tới gần. "Chị Tiểu Tuyết, hai anh chị mua chiếc xe này oách thật đấy, cho em mượn mấy hôm được không?" Nghe thấy thế, Lạc Tuyết lập tức lắc đầu. "Chiếc xe này quá đắt, hơn nữa còn mới mua, cậu chỉ chuyên thích gây chuyện, sao chị yên tâm cho cậu mượn được." Chương 546 con cũng không muốn cho Dương Ân mượn, nghe Chu Lệ nói vậy, Chu Cầm lập tức có vẻ không tình nguyện. "Thật lòng mà nói, sau khi biết chiếc xe này có giá hơn 2 triệu, Chu Cầm không hề muốn lạc tuyết cho Dương Ân mượn xe. Dù gì giá trị của chiếc xe này cũng quá lớn, nhớ cho Dương Ân mượn rồi cậu ta gây ra chuyện gì đó thì phiền to. Hơn nữa, xe này còn mới mua, bà ta còn chưa được ngồi thử mà đã cho Dương Ân mượn rồi, sao bà ta thấy thoải mái cho được. Nhưng nếu bà ta không đồng ý cho mượn thì với tính cách của Chu Lệ, chắc chắn Chu Lệ sẽ lại nói này nói nọ. Nghĩ vậy, Chu cầm thoáng do dự rồi nhìn sang lạc tuyết. Tiểu tuyết, con xem. Xong, không chờ chu cầm nói hết câu, lạc tuyết đã lắc đầu rồi cắt ngang lời bà ta. Mẹ không cần nói nữa đâu, đây là xe sở bác mua nên con không có quyền gì hết, và con cũng không muốn cho Dương ân mượn. Nghe thấy thế, chu cầm không hề nổi giận, trái lại còn đang mừng thầm. Vì bà ta sĩ diện không dám từ chối chu lệ, nhưng đây là xe của lạc tuyết nên chuyện sẽ khác. Chiếc xe này là của Lạc Tuyết, dù cô có từ chối thì Chu Lệ cũng không nói gì được. Còn bà ta cũng đã thuyết phục Lạc Tuyết trước mặt tất cả mọi người rồi, Chu Lệ muốn kiếm chuyện cũng không được nữa. Nghĩ tới đây, bà ta ngoái lại nhìn Chu Lệ rồi xua tay, nói với vẻ chán nản, "Gì nó, gì cũng thấy rồi đấy, không phải tôi không muốn giúp gì, mà là Tiểu Tuyết không muốn cho mượn." Chu Lệ nhăn mặt, bà ta cũng đã nghe thấy câu nói của Lạc Tuyết điều khiến bà ta thấy bực là không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng gì ruột của mình như vậy đột nhiên chu lệ chuyển hướng nhìn sang sở bắc bà ta lập tức đổi sắc mặt sau đó lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho dương ân dương ân nhận được tín hiệu nên cũng nhìn sang sở bắc ngay sau đó nở một nụ cười vô cùng giả tạo ờ sở bắc em là em họ của chị tiểu tuyết thì cũng là em của anh em thích chiếc xe này lắm anh cho em mượn mấy hôm nhé em có bằng lái rồi em chỉ mượn vài ba hôm thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu. Dứt lời, cậu ta nhìn sở bác với vẻ chờ mong, hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu của sở bắc. chương 547 thế gì còn vay tiền để làm gì ạ? À? Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc xe. Rõ ràng, cậu ta rất thích chiếc xe này, tuy bị từ chối, nhưng tình cảm cậu ta dành cho nó không hề giảm đi chút nào, trái lại còn bùng cháy dữ dội hơn. Đúng lúc này, Chu Lệ chợt nhìn Sở Bắc rồi hỏi, Sở Bắc, chiếc xe này hơn 2 triệu lận, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế mà mua hả? Chu Lệ vừa nói dứt câu thì Chu Cầm cũng xứng người rồi nghi hoặc nhìn Sở Bắc. Câu mà Chu Lệ hỏi cũng là vấn đề mà bà ta đang quan tâm. Dù họ sống trong một căn biệt thự đắt đỏ, nhưng điều kiện kinh tế luôn rất eo hẹp. Hơn 2 triệu là một số tiền khổng lồ với họ. Hơn nữa, Sở Bắc chỉ là một người mù loà, vậy mà anh lại có thể mua biệt thự, điều này khiến bà ta thấy rất kinh ngạc bây giờ sở bắc lại mua thêm một chiếc xe cả mấy triệu bạc nữa bà ta lập tức nghi ngờ không biết anh lấy tiền ở đâu ra nghe thấy thế sở bắc chỉ hờ hững đáp tôi tiết kiệm tiền nhiều năm rồi dù không nhiều nhưng cũng đủ dùng chiếc xe này là tôi mua bằng tiền tiết kiệm tiền tiết kiệm chu lệ lập tức sáng mắt lên hỏi thế bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền sở bắc lắc đầu rồi thản nhiên đáp hết rồi cái gì, hết rồi. chu lệ biến sắc mặt rồi hỏi với vẻ không tin, sở bác cậu định lừa tôi đấy à? cậu dám mua một chiếc xe hơn 2 triệu, tôi không tin trong thẻ của cậu lại hết tiền. không chờ sở bác đáp lời, lạc tuyết đã nói ngay. gì, sở bác có bao nhiêu tiền tiết kiệm hình như không liên quan đến gì thì phải. chu lệ có vẻ lúng túng trước câu nói của lạc tuyết. vì cô nói không hề sai, quả là sở bác có bao nhiêu tiền không hề liên quan đến bà ta. Xong, khi nhớ đến chuyện mà con trai kể với mình tối qua, bà ta cố cắn răng nhìn lạc tuyết rồi nở một nụ cười nịnh nọt. chương 548, gì mà không tiêu hết. Lạc tuyết bình tĩnh nhìn Chu Lệ rồi nói, nhưng những chuyện đó thì liên quan gì đến cháu ạ? À? Chu Lệ dừng hình, xong lại mỉm cười nói, tiểu tuyết, gì biết mẹ con gì đã ăn nhờ ở đậu nhà cháu rồi mà giờ lại hỏi vay tiền là không hay. Nhưng cảnh mẹ quá con côi, lại sống ở nơi đất khách quê người, gì cũng cùng đường rồi nên mới nhờ cháu. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết cũng hơi động lòng chắc ẩn. Nhưng ngay sau đó, cô đã quả quyết lắc đầu. Không phải cháu không muốn cho gì mượn, mà thật sự là cháu cũng hết tiền rồi. Cháu vừa mở cửa hàng nên không còn bao nhiêu tiền nữa. chu Lệ hơi biến sắc mặt khi nghe thấy thế. Sau đó, bà ta cắn răng nói cứ cho là cháu không có thì sở bác cũng có. Nó có cả mấy triệu mua xe thì thiếu gì 100.000 cho gì vay, đúng không? Cái gì? Nghe xong, Lạc Tuyết lập tức trợn tròn mắt với vẻ khó tin. Sau khi bình tĩnh lại, cô ngoảnh sang mẹ mình rồi hỏi. Mẹ, sao mẹ bảo với con là 50.000, giờ gì đang đòi vay những 100.000 kia kia? Bị Lạc Tuyết chất vấn, chu cầm cũng tỏ vẻ lúng túng. Bà ta nhìn chu lệ rồi bực mình nói, gì nó, rõ ràng gì bảo với tôi muốn vay 50.000 cơ mà, sao giờ lại thành 100.000? Thế là sao hả? Chu Lệ giả bộ đáng thương nói: "Chị, chị cũng biết rồi đấy, em và Tiểu Ân không có công ăn việc làm nên làm gì có thu nhập. Mà ở thành phố lớn thì cái gì cũng đắt đỏ, có 50.000 thì làm sao mẹ con em sống được." Lạc Tuyết đứng cạnh đó không thể nhịn được nữa mà lạnh giọng nói: "Gì, mẹ con gì ăn ở tại nhà cháu thì cần tiêu gì đến tiền?" Chu Lệ lập tức phản đối: "Tiểu Tuyết, cháu không thể nói vậy được, dù mẹ con gì ăn ở tại nhà cháu nhưng hàng ngày Tiểu Ân phải ra ngoài đi xin việc, như thế cũng phải dùng đến tiền chứ. Nghe xong, Lạc Tuyết cau mày lại. Kể cả thế thì cũng không cần đến những 100.000 đâu. Chu Lệ đòi vay họ những 100.000, đúng là không biết xấu hổ. Gì mà không tiêu hết? Chu Lệ tiếp tục phản bác. Chương 549 rõ ràng là cậu ta đang giả vờ. Tiểu Tuyết, gì đã chấn chỉnh lại Tiểu Ân sau chuyện đó rồi giờ có cho thêm 10 lá gan thì nó cũng không dám tái phạm nữa đâu. Lạc tuyết hoàn toàn không tin. Cô biết rõ Dương Ân là người như thế nào, cậu ta sẽ không bao giờ biết hối cải. Việc lặp lại lỗi lầm chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, Dương Ân là người lười nhác, suốt này chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, chắc chắn khó mà tìm được một công việc đúng ý. Thậm chí, nếu cậu ta không chịu thay đổi bản thân thì dù có mấy trăm nghìn trong tay cũng không thể kiếm được việc. Tiểu Tuyết, cháu nói với Sở Bắc hộ gì đi, bảo nó cho nhà dì vay 100.000, chờ khi nào Tiểu Ân tìm được việc và kiếm ra tiền thì nhất định nhà dì sẽ trả lại ngay." Chu Lệ tiếp tục ra sức thuyết phục Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lắc đầu nói, "Sở bác cũng không có tiền đâu, mẹ con gì tự nghĩ cách đi thôi, cháu không giúp chuyện này được đâu." Nghe thấy thế, Chu Lệ lập tức nhăn nhó mặt mày. Một lát sau, bà ta lại ngoảnh sang Chu Cầm, sau đó ngồi phệt xuống đất, gào khóc. Ông trời ơi, ông định tuyệt đường sống của hai mẹ con côi cút chúng tôi đúng không? Mẹ con tôi không quản ngại đường xa đến sống nương nhờ vào người thân, nhưng chị ruột của tôi lại tiếc 100.000 nên không cho tôi vay, chắc chị ấy muốn nhìn thấy mẹ con tôi chết đói đây mà. Sao bây giờ tình người lại mỏng manh thế, thế này thì tôi còn sống làm gì nữa, chết quách đi cho rồi. Nhưng tôi chết rồi thì đứa con trai đáng thương của tôi phải làm sao đây? Chu Cầm thấy Chu Lệ ngồi xuống đất ăn vạ thì lập tức nhíu mày. Này gì, gì làm cái gì thế hả? Có gì thì đứng lên mà nói chứ. Bà ta nhanh chóng đi tới cạnh Chu Lệ rồi kéo Chu Lệ dậy. Nhưng Chu Cầm càng kéo thì Chu Lệ càng khóc to hơn, hơn nữa còn không định đứng dậy. Lúc này, Dương Ân cũng đi tới rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình, sau đó ôm bà ta rồi khóc lóc. Mẹ, chúng ta về quê thôi, không ở lại thành phố được đâu. Bác có quan tâm đến sự sống chết của mẹ con mình đâu mà, mình về thôi, sau đó phải kể cho bà con làng xóm biết chúng ta phải chịu khổ ở đây thế nào xong dù dương ân gào khóc rất to nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào rõ ràng là cậu ta đang giả vờ chu lệ lau nước mắt rồi ôm chầm lấy con trai nói tiểu ân con nói đúng mẹ con mình ở đây chỉ bị bắt nạt thôi chúng ta về quê đi bác con không nhận họ hàng nữa rồi nói rồi bà ta kéo dương ân dậy sau đó quay người định bỏ đi Trương 550 vì họ mà mẹ định từ mặt con hay sao? Thấy Chu Cầm lôi mình lại, Chu Lệ thoáng qua một tia đắc ý. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại bắt đầu khóc lóc om sòm. "Chị, mẹ con em thân cô thế cô, lại không có ai giúp đỡ nên không thể sống ở đây được nữa, chúng em nên về quê thì hơn." Chu Cầm nghe xong thì nhíu mày lại. "Được rồi, mẹ con gì cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với Tiểu Tuyết." Chu Lệ ngẩn ra trước câu nói của Chu Cầm nhưng ngay sau đó đã lắc đầu. Chị, chị cũng thấy thái độ của con bé rồi đấy, nó không chịu cho em vay tiền đâu. Hai, sao mẹ con em khổ vậy chứ, tốt nhất là nên về quê thôi. Nghe thấy thế, Chu Cầm đã hoàn toàn nổi giận. Dì, dì yên tâm, dù tiểu tuyết không muốn thì hôm nay, tôi cũng bắt nó phải cho mẹ con dì vay. Dứt lời, Chu Cầm xa sầm mặt rồi nhìn sang lạc tuyết. Tiểu tuyết, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì mau cho dì con vay tiền, không thì mẹ sẽ không coi con là con nữa nghe xong lạc tuyết lập tức sững người sau đó cô chỉ còn thấy khó tin mẹ sao mẹ có thể nói như thế được nhỉ vì họ mà mẹ định từ mặt con hay sao cô thật sự không dám tin mẹ mình có thể nói ra câu đó chu cầm biến sắc mặt rồi hừ lạnh nói mẹ không cần biết tóm lại là hôm nay con phải cho dì con vay tiền dì ấy là em gái của mẹ mẹ không thể để người ta nói xấu sau lưng rằng mình thấy chết không cứu được lạc tuyết nghe xong thì tức phát khóc bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ cô vẫn chỉ chăm chăm coi trọng sĩ diện mẹ con hết tiền thật rồi mẹ đừng có ép con nữa mắt lạc tuyết đỏ hoe cô bất lực nhìn chu cầm mẹ biết con không có tiền nhưng sở bắc thì có nói rồi chu cầm chỉ tay vào sở bắc lạc tuyết biến sắc mặt rồi lắc đầu ngay nói, sở bắc vừa mua xe nên giờ đang kẹt tiền lắm, mẹ nói thế mà không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy hay sao. Xong, chu cầm chỉ cười lạnh khi nghe thấy vậy. Sao mẹ phải quan tâm đến cảm nhận của nó? Mẹ là mẹ vợ của nó, nếu có chút tiền này mà nó cũng không giúp được thì mẹ còn cần cái ngữ nó làm gì? Con nhanh mà ly hôn với nó đi. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 551 không lẽ đầu óc anh có vấn đề rồi bà ta cứ tưởng mình giả vờ đáng thương rồi bắt Chu Cầm nói đỡ trước mặt Lạc Tuyết thì kiểu gì cô cũng phải cho mình vay tiền. Ai dè, Chu Cầm đã nói đến vậy rồi mà Lạc Tuyết vẫn không chịu. Bà ta nhìn Lạc Tuyết rồi lại quay sang Chu Cầm chị, nếu Tiểu Tuyết đã không muốn thì thôi vậy, chị đừng làm khó chúng nó nữa, em với Tiểu Ân về quê là xong mà. Thế sao được? Chu Lệ vừa nói dứt câu thì Chu Cầm đã gào lên. Gì, gì cứ để đấy cho tôi, hôm nay tôi sẽ vay được tiền cho gì. Chu cầm nói xong thì mặc kệ lạc tuyết đang khóc lóc, mà quay sang sở bắc. Sở bắc, tôi hỏi cậu một câu thôi, cậu có cho mẹ con Dương Ân vay tiền không? Nghe thấy thế, sở bắc ngẩng đầu lên, chuẩn bị trả lời. Muốn vay tiền của tôi thì phải đồng ý một điều kiện. Thấy sở bắc đồng ý cho vay tiền, Chu cầm mừng quính, nhưng khi nghe thấy anh ra điều kiện thì bà ta lập tức cau mày. Cậu có điều kiện gì? Chu cầm nghi hoặc hỏi. Sở bác thờ ơ nói, tôi sẽ cho họ vay tiền, nhưng họ phải viết giấy nợ, hơn nữa còn phải hứa nếu không trả tiền thì sẽ phải làm cho tôi một việc. Nghe xong, Chu cầm nhíu mày với vẻ đầy nghi hoặc. Điều kiện đầu tiên của sở bác khá hợp lý, nhưng vế sau đó thì có khác nào cho mẹ con Dương ân lý do để bùng tiền đâu. Không lẽ đầu óc anh có vấn đề rồi? Trong lúc Chu Cầm đang đoán ý của Sở Bắc thì Chu Lệ đã vội vã thúc giục. "Được, chúng tôi đồng ý với điều kiện ấy của cậu. Như sợ sở bắc sẽ hối hận nên Chu Lệ nhanh chóng đồng ý ngay. Nghe thấy thế, sở bắc mỉm cười. Tiểu tuyết, chuẩn bị giấy bút để họ viết giấy nợ giúp anh. Lạc tuyết nghe thấy thế thì không đi ngay, mà khó hiểu nhìn sở bắc. Trường 552 không phải bây giờ luôn ư. Có lẽ vì câu nói trước đó của sở bắc nên Dương Ân viết giấy nợ mà chẳng hề thấy áp lực chút nào, thậm chí còn có vẻ chờ mong dẫu sao sở bắc cũng đã nói rồi họ không trả nợ cũng được chỉ cần làm một việc cho anh là xong như thế có khác nào cho luôn bọn họ số tiền này đâu với chu lệ và dương ân mà nói thì làm một việc gì đó chắc cũng không khó đâu bọn họ đã dự định sẵn trong đầu là không trả lại tiền cho sở bắc rồi nếu sau này sở bắc đòi tiền thì họ sẽ nhắc lại lời anh nói hôm nay cùng lắm thì làm gì đó cho anh thôi sau khi viết giấy nợ xong dương ân đưa ngay cho lạc tuyết Chị Tiểu Tuyết, chị đọc cho kỹ nhé. Giấy trắng mực đen, em đã viết rõ rồi, nếu sau này có chuyện gì thì chị đừng có trách em không nói trước. Lạc Tuyết lạnh lùng nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu với Sở Bắc. Được rồi. Sở Bắc nghe xong thì nói với Chu Lệ, chiều nay sẽ có người đưa cho bà 100.000. Không phải bây giờ luôn ư? Chu Lệ nghe thấy thế thì cuống lên ngay. Sở Bắc, thế sao được, tôi đã viết giấy nợ cho cậu rồi mà cậu không đưa tiền cho tôi luôn là sao? Sở bác bình tĩnh đáp, nếu hai mẹ con bà không chờ được, thì lấy giấy nợ về đi, nhưng đừng bao giờ nhắc chuyện vay tiền với tôi nữa. Chu lệ xứng người rồi nhanh chóng mỉm cười. Ha ha, sở bác, gì nói đùa đấy, có nửa ngày thôi mà, gì chờ được, không phải vội đâu. Bà ta đâu có ngu mà từ chối khoản tiền như trên trời rơi xuống này. Sở bác không để ý đến chu lệ nữa, mà lấy một thứ gì đó trên xe xuống rồi đi thẳng vào nhà. Lạc Tuyết chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con Dương Ân một cái, sau đó đóng cửa xe rồi cũng đi theo Sở Bắc vào nhà. Thấy Lạc Tuyết và Sở Bắc đã đi rồi, Chu Lệ mới tươi cười nhìn sang Chu Cầm. "Chị, hôm nay may mà có chị, không thì còn lâu Sở Bắc mới cho em vay tiền." Nghe thấy câu tâng bốc đó, Chu Cầm cố nặn ra một nụ cười. Chương 553, thích cái xe ấy ư? Đúng lúc này dương ân đã lên tiếng bác ơi hay tiện đây bác bảo chỉ tiểu tuyết cho cháu mượn xe mấy hôm luôn đi đang sẵn tâm trạng không vui nghe thấy dương ân nói thế một cái là chu cầm nổi đoán ngay bà ta lạnh mặt ngẩng lên nhìn mẹ con chu lệ rồi nói vợ chồng chúng nó đồng ý cho mẹ con cháu vay tiền là tốt lắm rồi nếu còn không biết điều thì về quê luôn đi Sứt lời chu cầm không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khó coi của hai mẹ con nhà đó nữa mà hầm hực đi vào nhà thấy thế chu lệ biến sắc mặt sau đó quay lại tát cho dương ân một cái thằng ngu này làm gì mà vội vàng thế hả giờ chúng ta vừa vay được tiền xong con đã đòi mượn xe người ta đầu con có não không thế hả chu lệ lường dương ân nghe thấy thế dương ân chợt tỏ vẻ tuổi thân mẹ tại con thích cái xe ấy quá mà thích cái xe ấy ư chu lệ cười khẩy một tiếng nếu con thích thì đi kiếm việc làm đi mà lấy tiền mua một chiếc Dương Ân nghe vậy thì lập tức xị mặt ra. Mẹ, chiếc xe ấy những hơn 2 triệu đấy, dù con tìm được việc làm thì phải cày bao năm mới đủ tiền mua chứ. Nghe xong, Chu lệ càng điên tiết hơn, bà ta lườm Dương Ân. Sở bác chỉ là một thằng mù loa mà còn mua được chiếc xe sang ấy, con thì lành lặn, mắt cũng sáng tỏ mà lại thua nó à. Dương Ân chỉ biết cười trừ khi nghe mẹ mình nói vậy. Mẹ, mẹ yên tâm, ban nãy con chỉ đùa thôi, khi nào lấy được tiền thì con sẽ đi xin việc ngay. Đến lúc có việc rồi, mẹ sẽ không cần phải để ý đến sắc mặt của nhà bác nữa. Bây giờ, chu Lệ mới mỉm cười. Thế mới là con trai ngoan của mẹ chứ, mẹ chờ đấy. Sở bắc, anh vẫn còn cả trăm nghìn cho nhà gì vay ư. Sau khi vào nhà, Lạc Tuyết buồn bã hỏi sở bắc. Trường 554 khách sạn Ngọa Long. Em yên tâm, dù mắt anh không còn thấy gì, nhưng anh vẫn dư sức nuôi được hai mẹ con em lạc tuyết chỉ biết thở dài anh biết em không có ý đấy mà em không chờ lạc tuyết nói hết câu sở bắc đã nói trước được rồi anh hiểu em mà chúng mình đừng nói về chuyện này nữa cửa hàng sắp khai trương nên sẽ có rất nhiều việc phải làm anh đến cửa hàng giúp em nhé quả nhiên vừa nhắc đến cửa hàng đồ chơi một cái là lạc tuyết quên hết những chuyện khác ngay cô vỗ đùi đành đét rồi hô lên thôi chết sao em lại quên mất chuyện này cơ chứ? suốt lời, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhờ Chu Cầm chăm sóc con gái, sau đó vội vã rời khỏi nhà cùng sở bắc ngay. Khi họ vừa ra đến cổng thì phát hiện Dương Ân đang đứng trước xe của mình, đã thế còn có vẻ lấm la lấm lét. Dương Ân, cậu lại định làm chuyện sằng bậy gì thế? Lạc tuyết thấy vậy thì xa sầm mặt rồi vội đi tới ngay. Dương Ân giật thoát mình, trông thấy Lạc tuyết một cái là tỏ vẻ mất tự nhiên e hèm ừm chị tiểu tuyết chiếc xe này quách quá em chỉ xem thôi mà hai anh chị lại định đi đâu à lạc tuyết không chút khách sáo nói ừ cửa hàng của chị sắp khai trương rồi còn nhiều việc phải làm lắm không ở nhà cả ngày ngồi nghịch điện thoại như cậu đâu dương ân nghe thấy thế thì mỉm cười ngượng nghịu thì em cũng chuẩn bị đi tìm việc rồi đây khi nào kiếm được tiền rồi thì em sẽ trả cho anh chị ngay lạc tuyết lắc đầu cô không hề tin lời dương ân nói nhưng cô cũng không vạch trần, mà chỉ mở cửa xe rồi chờ sở bác ngồi lên ghế sau, sau đó đi tới cửa hàng đồ chơi. Nhìn bóng chiếc xe rời đi, ánh mắt Dương Ân thoáng qua vẻ ngưỡng mộ cùng ganh tị. Hừ, ra vẻ gì chứ? Bao giờ anh đây có tiền, sẽ mua vài chiếc còn oách hơn con Bentley này. Sứt lời, cậu ta quay người hậm hực đi vào nhà. Đến cửa hàng đồ chơi rồi, sở bác giúp Lạc Tuyết làm mấy việc lặt vặt, không lâu sau, điện thoại của anh chợt đổ chuông. Sở Bắc dừng công việc lại rồi nghi hoặc nghe máy. Alo, ai vậy? Sở Bắc vừa hỏi thì đầu bên kia đã vang lên một giọng nói nịnh bợ. Chào anh Sở, tôi là Ngô Lương của khách sạn Ngọa Long, anh còn nhớ tôi không? Khách sạn Ngọa Long. Sở Bắc gật đầu rồi thờ ơ nói, ông tìm tôi có việc gì? Ngô Lương hít sâu một hơi rồi vội nói, chuyện là thế này, hôm qua tôi không biết thân phận của anh nên đã mạo phạm. Hôm nay, tôi gọi để mời anh đi ăn tiện thể xin lỗi anh luôn. Nghe thấy thế, sở bác lắc đầu ngay. Xin lỗi thì thôi, tôi đang bận, thế nhé. chương 555 khách quý. Lạc tuyết thấy sở bác nghe điện thoại thì đi tới gần. Anh có việc à? Sở bác thoáng do dự rồi nói là ông chủ của khách sạn mà Dương Ân gây rối ông ta muốn mời anh đi ăn. Lạc tuyết nghe thấy thế thì sững người. Sau khi bình tĩnh lại, cô vội hỏi, nếu người ta đã có lời thì anh đi đi, ở đây một mình em làm là được rồi, dẫu sao cũng không có nhiều việc lắm. Sở Bắc Trần trừ một lát rồi gật đầu, sau đó anh nói với Ngô Lương gì đó rồi tắt máy. Ừ, thế anh đi một lúc, có gì thì gọi cho anh. Dứt lời, Sở Bắc quay người đi ra ngoài. Cổng khách sạn Ngọa Long. Ngô Lương suốt sáng đi qua đi lại trước cổng khách sạn với vẻ đầy lo lắng và thấp thỏm. Đúng lúc này, chợt có một tiếng xe đi tới. Tưởng Sở Bắc tới ngô lương mừng rỡ rồi nhanh chóng ra đón tiếp nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt ông ta đã cứng đờ vì người mở cửa xe rồi bước xuống không phải sở bắc mà là một người mà ông ta không muốn gặp nhất thư ký tôn sao cậu lại đến đây ngô lương nhìn thấy người đó rồi cố nặn ra một nụ cười một người thanh niên đeo kính mặc vest thẳng thớm bước từ trên xe xuống đây chính là thư ký tôn của thôi viễn sơn chủ tịch tập đoàn thôi thị Tôn Duyệt nhìn Ngô Lương rồi nở một cụ cười đầy ẩn ý. Ông Ngô sao thế, biết tôi sẽ đến nên ông ra ngoài này đón sẵn đấy à? Nghe thấy vậy, Ngô Lương cố nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc. Ông ta mỉm cười lúng túng rồi đáp, "À, tôi, thật ra." Vì quá căng thẳng nên ông ta ấp úng mãi mà không nói xong một câu. Tôn Duyệt thấy thế thì xua tay, "Thôi, tôi cũng không muốn phí lời với ông làm gì. Nói thật cho ông hay." việc lần trước tôi nói với ông, hôm nay chủ tịch thôi sẽ đích thân đến trao đổi lại. Giờ ông mau đi chuẩn bị phòng VIP để đón chủ tịch đi. Nghe xong, Ngô Lương lập tức biến sắc mặt. Trường 556 hình như tôi không được hoan nghênh lắm thì phải. Thư ký tôn, hôm nay thì tôi phải xin khất cậu rồi. Vị khách quý mà tôi đang chờ rất quan trọng với tôi, phiền cậu nói đỡ với chủ tịch thôi giúp tôi, ngày khác tôi sẽ nhận lỗi sau, được không? Nghe xong, Tôn Duyệt cười lạnh một tiếng. Ngày khác ư, Ngô Lương, tôi nghĩ ông chưa biết mình đang rơi vào tình cảnh nào rồi. Chủ tịch thôi bận trăm công nghìn việc, hôm nay đã cố bớt chút thời gian để đến gặp ông, đó là vinh hạnh cho ông đấy, nhưng ông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ngô Lương lập tức tái mặt sau câu nói ấy của Tôn Duyệt. Thôi thị là một trong những xí nghiệp lớn ở Tân Hải, họ có thực lực mạnh hơn khách sạn ngọa long của ông ta nhiều. Hơn nữa, tập đoàn này còn có bối cảnh lớn, đến Long Hổ môn chống lưng cho ông ta cũng phải rẻ chừng. Ông ta cũng biết nếu mình đắc tội với tập đoàn này thì sau này khó mà sống yên ổn được. Ngoài ra, mấy hôm trước, tập đoàn này còn đến kiếm chuyện với ông ta. Nếu bây giờ, ông ta lại đắc tội với họ tiếp thì kiểu gì họ cũng đuổi cùng giết tận. Xong, khi nghĩ đến người mà mình mời tới đây hôm nay, ông ta lại có vẻ khó xử. Bất kể là tập đoàn Thôi Thị hay Sở Bắc, ông ta đều không thể đắc tội được. Nhất là sở bắc, Long Tam đã dặn nếu ông ta không được sở bắc tha thứ thì không cần thôi thị tới gây chuyện, chính Long Tam sẽ xử ông ta đầu tiên. Nghĩ vậy, Ngô Lương cắn răng rồi nói với giọng van này, mong cậu tôn hiểu cho, tôi thật sự không thể đắc tội với người này được. Nghe vậy, tôn duyệt lại cười lạnh. Người đó thì ông không đắc tội được, nhưng tập đoàn thôi thị thì có đúng không? Ngô Lương tái mặt rồi xua tay ngay. Thư ký tôn, Cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó, chỉ là. xong, ngô lương còn chưa nói hết câu thì tôn duyệt đã xua tay ngay. Thôi, không phải nhiều lời nữa. Mười phút nữa là chủ tịch thôi đến rồi, nếu ông không chuẩn bị chu đáo thì tập đoàn thôi thị sẽ không cho ông một cơ hội nào nữa đâu. ngô lương nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu. ông ta nghiến răng, chuẩn bị cầu xin tiếp. đúng lúc này, đã có một chiếc taxi đi tới. chiếc xe dừng lại một người chống gậy trúc đi xuống. Trông thấy người đó, Ngô Lương biến sắc mặt, ông ta do dự một lát rồi vội vàng chạy tới nghênh đón. Chương 557 đến Long Tam cũng phải kính trọng ư? Ngô Lương đang giải thích thì Tôn Duyệt đã đằng đằng sát khí đi tới. Tôi còn tưởng ông đang chờ ai cơ, Ngô Lương, nhìn nhằng suốt từ nãy đến giờ, hóa ra ông chờ thằng mù này à. Nghe Tôn Duyệt nói vậy, Ngô Lương tái mặt. Thư ký Tôn, cậu ăn nói cho cẩn thận, đây là anh sở anh ấy là không chờ Ngô Lương nói hết câu Tôn Duyệt đã nổi đoá lên quát tôi không cần biết anh ta là ai hết nhưng hôm nay ông phải tiếp đón chủ tịch thôi cho chu đáo nếu không đừng trách tập đoàn thôi thị chúng tôi không khách sáo Ngô Lương thật sự khóc không ra nước mắt ông ta đang rất tuyệt vọng hôm nay ông ta chỉ muốn xin lỗi với sở bắc thôi ai dè còn xảy ra chuyện này nữa mà cả hai bên này ông ta đều không thể đắc tội được nhất thời ông ta không biết phải làm sao đúng lúc này sở bác chợt lên tiếng nếu ông Ngô có việc bận thì tôi về đây chuyện cơm nước để sau đi sở bác nói xong thì quay người định đi luôn Ngô Lương thấy thế thì hoảng hốt ông ta biết nếu để sở bác ra về thì ông ta sẽ không còn cơ hội nào để xin lỗi anh nữa một khi Long Tam biết chuyện này thì sẽ tính sổ với ông ta ngay đến lúc đó ông ta sẽ vô cùng thê thảm còn đắc tội với tập đoàn thôi thì thì cùng lắm là mất khách sạn thôi, chứ chưa tới mức mất mạng. Nghĩ vậy, ông ta cắn răng đuổi theo, cản sở bắc lại. Anh sở, anh hiểu lầm rồi. Hôm nay, tôi chỉ có một việc duy nhất là tiếp đón anh thôi, còn những chuyện khác không liên quan đến tôi. Tôn Duyệt nghe Ngô Lương nói vậy thì lập tức nổi giận. Ngô Lương, ông chắc chưa? Ông có gánh được hậu quả không hả? Tôn Duyệt tức giận nói. Ngô Lương run sợ, nhưng vẫn cứng miệng, thư ký tôn, hôm nay tôi phải đón tiếp khách quý rồi, hẹn cậu hôm khác vậy. Dứt lời, ông ta mặc kệ tôn duyệt, sau đó chuẩn bị dẫn sở bác đi vào trong. Xong đúng lúc này, tôn duyệt đã chặn trước mặt ngô lương. Tôn Duyệt hung hăng chỉ vào sở bắc rồi nói, khách quý của ông là thằng mù này ư. Nghe thấy thế, ngô lương biến sắc mặt. Thư ký tôn, cậu ăn nói cho cẩn thận, anh sở đây có thân phận cao quý, anh ấy chính là khách quý của tôi khách quý của ông. Tôn Duyệt cười khẩy một tiếng rồi nổi sung. Nó là khách quý của ông, thế chủ tịch thôi là gì? Ngô Lương nghe rồi cắn răng nói, chủ tịch thôi cũng thế, nhưng hôm nay thứ cho tôi không đón tiếp được, phiền thư ký tôn chuyển lời đến chủ tịch, hôm khác tôi sẽ tạ lỗi sau. Nghe Ngô Lương nói vậy, mặt Tôn Duyệt lập tức xa sầm. Được, Ngô Lương, ông giỏi lắm, tôi sẽ chuyển lời giúp ông, ông cứ chờ đấy. Trường 558, ông cũng thành thật đấy ông ngô còn ăn uống nữa hay thôi nếu ông đang bận thì tôi về nhé ngô lương giật bắn mình rồi vội vàng xua tay anh sở để anh chê cười rồi tôi đã chuẩn bị phòng xong mời anh vào ông ta từ chối thư ký tôn là để xin lỗi sở bắc mà nếu sở bắc cũng bỏ về thì ông ta sẽ hết đường sống mất bây giờ ông ta đã đắc tội với tập đoàn thôi thị rồi nếu lại khiến sở bắc bực mình nữa thì coi như xong đời Sở Bắc đi theo Ngô Lương vào một phòng bao sang trọng. Đây là phòng sang trọng nhất của khách sạn Ngọa Long, hơn nữa còn thuộc kiểu phòng tổng thống. Mời Sở Bắc ngồi xuống xong, Ngô Lương chân thành nhìn anh. "Anh Sở, chuyện hôm qua tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không biết thân phận của anh, nếu biết thì chắc chắn tôi không dám làm vậy." Nghe thấy thế, Sở Bắc nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Ý của ông là nếu tôi không có thân phận cao quý thì ông vẫn sẽ làm vậy với tôi à?" ngô lương sợ hãi lắc đầu anh sở anh hiểu lầm rồi tôi không có ý đó hôm nay tôi mời anh đến là thật lòng muốn xin lỗi anh sở bắc xua tay rồi thờ ơ nói được rồi đừng nói vòng vo nữa ông định xin lỗi tôi thế nào ngô lương căn răng rồi rút một chiếc thẻ ngân hàng ra sau đó đưa cho sở bắc anh sở để bày tỏ thành ý tôi đã chuẩn bị ít quà mong anh nhận cho sở bắc nghịch chiếc thẻ trong tay sau đó ném xuống bàn ông thấy tôi giống người thiếu tiền à ngô lương mỉm cười lúng túng rồi vội lắc đầu tôi biết anh sở không thiếu gì tiền nhưng đây thật sự là tấm lòng của tôi mong anh sở không chê sở bắc lắc đầu ông nhận lại đi nếu tôi đoán không lầm thì ông xin lỗi tôi là vì long tam đúng không ngô lương gật đầu luôn anh long bảo với tôi là nếu không được cậu tha thứ thì anh ấy sẽ không tha cho tôi ông cũng thành thật đấy sở bắc mỉm cười rồi nói, là ông sai người đánh Dương Ân à. Ngô Lương run sợ, hoảng hốt ra mặt. Anh, sở, tôi, là đám bạn của cậu ta đánh đấy chứ. chương 559, ông đang gặp khó khăn à. Thấy thế, Ngô Lương cắn răng rồi lại lấy chiếc thẻ màu vàng ra đưa cho anh. Anh sở, đây là thẻ thành viên VVIP của khách sạn tôi. Khi có chiếc thẻ này rồi thì sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí trong vòng 1 triệu, xin anh nhận cho lần này, sở bắc không từ chối nữa, mà nhận lấy. Anh biết nếu mình vẫn không nhận thì Ngô Lương sẽ thấy bất an. Chuyện hôm qua cũng không lớn, anh vốn cũng không định gây phiền phức cho Ngô Lương. Với anh mà nói thì Ngô Lương chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Hơn nữa, Ngô Lương là người của Long Tam, mà Ngô Tam lại đang làm việc cho anh nên anh cũng không muốn làm khó cho gã. Thấy sở bác nhận chiếc thẻ ấy, Ngô Lương mừng rỡ. Ông ta biết điều này chứng tỏ là anh đã tha thứ cho mình rồi. Nghĩ vậy, ông ta thầm thở phào một hơi. Nhưng khi nghĩ tới tập đoàn Thôi thị, tâm trạng của Ngô Lương lại trùng xuống. Sở Bắc cảm nhận được sự khác thường của Ngô Lương nên hỏi, ông đang gặp khó khăn à? Ngô Lương thở dài rồi cười khổ lắc đầu. Chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, để anh Sở chê cười rồi. Thấy Ngô Lương không muốn nói nên Sở Bắc cũng không gặng hỏi nữa dẫu sao anh và Ngô Lương cũng không có giao tình gì nên có nhiều chuyện cũng không cần thiết lắm. Anh hỏi vậy thì là tiện miệng thôi. Chỉ cần Ngô Lương không muốn trả lời thì anh sẽ dừng ngay. Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới. Lần này Ngô Lương đã rất hào tâm tổn trí vì Sở Bắc. Hầu như các món đắt đỏ nhất của khách sạn đã được mang lên. Nhưng Sở Bắc không quá quan tâm. Với anh mà nói thì ăn uống chỉ là nhu cầu hàng ngày thôi. Mấy năm trở lại đây, anh chẳng còn thiết tha Sơn hào hải vị, điều anh thật sự quan tâm là Lạc Tuyết và con gái của họ. Anh sở, đồ ăn lên rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Sau khi nhân viên phục vụ mang nốt món cuối cùng lên, Ngô Lương rẻ rặt lên tiếng. Sở bắc gật đầu rồi cùng dùng bữa với ông ta. Trong lúc ăn, Ngô Lương vẫn luôn nhíu chặt hàng lông mày lại như có tâm sự, song không chịu nói ra. Sở bắc cũng không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon sáu 560 từ đó đủ thấy là hắn ta khó chơi đến mức nào. Anh ơi, anh không vào được đâu ạ. À. Ông chủ của chúng tôi đã tiếp khách quý nên dặn là không cho bất cứ ai vào hết. Không cho bất cứ ai vào ư? Hừ, bố mày cứ vào đấy, để tao xem mua lương ăn gan hùm hay gì mà dám coi thường nhà họ thôi tao. Anh ơi, anh không vào được đâu, xin anh đừng làm khó cho chúng tôi, anh. Biến đám phục vụ chúng mày mà dám cản đường tao thì tao cho đi chầu diêm vương hết đấy. Ngô Lương nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài thì lập tức tái mặt. Nhất là khi nghe thấy đó nhắc đến nhà họ thôi, mặt ông ta đã trắng như tờ giấy. Anh, anh sở, xin lỗi, để tôi ra ngoài xem sao. Nói rồi, Ngô Lương đứng dậy ngay, sau đó vội vã đi ra ngoài. Bụp, xong ngay sau đó đã có một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng đã bị ai đó đạp thật mạnh rồi mở toang tiếp đó, đã có 7, 8 người đi vào. Người đi đầu là một thanh niên rất vinh váo, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, hắn ta mặc một cây hàng hiệu, đúng chất con ông cháu cha. Hiện giờ, có 5, 6 người đàn ông to con đứng sau người thanh niên ấy. Bọn họ đều rất phạm vỡ, ánh mắt thì lạnh băng, vừa nhìn đã biết là giỏi đánh đấm. Ngô Lương thấy thế thì tái mét mặt. Ngay sau đó, ông ta hít sâu một hơi rồi cố nặn ra một nụ cười. Cậu thôi, Sao cậu lại đến đây?" Ngô Lương mỉm cười hỏi. Người thanh niên đó chính là cháu trai thôi hạo của chủ tịch thôi thị, một cậu ấm nổi tiếng ở Tân Hải. Thôi hạo nổi tiếng là nhờ dựa hơi gia tộc nhà mình, vì thế cũng thường xuyên gây chuyện kinh thiên động địa. Dù những chuyện mà hắn ta gây ra đều không thể chấp nhận được, song nhờ có mạng lưới quan hệ rộng của gia tộc nên không ai dám làm gì hắn ta cả. Thậm chí trong giới thượng lưu của Tân Hải còn truyền miệng nhau một câu nói như sau: thà chọc giận Diêm Vương, chứa động đến thôi Hảo. Từ đó đủ thấy là hắn ta khó chơi đến mức nào. Ngô Lương biết mình đã đắc tội với nhà họ thôi, nhưng không ngờ thôi hạo lại tới gây sự nhanh đến thế. Vừa nghĩ tới tin đồn liên quan đến hắn ta, Ngô Lương đã thấy vô cùng hoảng sợ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 560